Xuân, tao Xuân đây. Ai chả biết mày là Xuân, có gì nổ đê. Mày biết gì chưa? Dạo gần đây nghe giang hồ đồn thổi rằng bộ phim Squid Game trò chơi con mực cái gì đang làm mưa làm bão, làm chao đảo cộng đồng mạng đấy. Mày xem chưa? Các bạn ở đây ai xem chưa? Comment lên tiếng đi. Hey yo, chào mừng quý bạn và các vị quay trở lại với channel Nhanh Trí. Nghe lỏm cái cuộc chém gió của Xuân Xuân là mình phải lao tới như tên lửa ngay. Khẳng định Nhanh Trí không nằm ngoài cuộc chơi Squid Game trò chơi con mực này đâu nha. Độ nóng hơn nước sôi của bộ phim thì khỏi bàn rồi, còn vô vàn điều bí ẩn rùng rợn ẩn mình trong các cảnh mượn Squid Game ngày hôm nay mới là điều gây sốc tận óc. Cảnh báo có thể khiến các mọt phim lâu năm hay người chơi hệ tinh mắt cũng phải thấy hoang mang xì tai đấy nhé. Đầu tiên mời 500 anh em đến với phân cảnh 456 người chơi đang đứng xếp hàng ngay ngắn, lắng nghe đội canh gác mặc đồ hồng cute hột me phổ biến thông tin luật lệ gì đó. Dù các bạn còn nhớ hay đã quên thì điều bất thường này cũng thách thức các bạn khó mà tìm ra. À quên, không nói với các bạn, nếu tìm ra thì đừng cười té ghế nhé. Mình tham gia đấu trường sinh tử chết chóc này bao giờ thế các bạn ơi? Một hình MC Nhanh Trí đang đứng ung dung ở đây nè. Trông có vẻ hơi vô lý nhưng lại hợp lý ra phết đấy. Cơ mà thôi, sợ nhắm, sang phần tiếp theo cho sợ hơn mới được. Ý nghĩa vô cùng bất ngờ con cá cờ ẩn chứa sau bức ảnh định mệnh này có lẽ sẽ chỉ có fan cứng của Squid Game mới hiểu. Tuy nhiên thì lại chỉ có những dân chơi có cặp mắt sát thủ, ăn đu đủ không cần ngủ thì mới nhìn ra điểm bất thường ở đây. Nào các cao thủ nhìn ra chưa? Trong số các cao thủ thì ai là dân chơi hệ đẹp nhở? Comment ngay điều kỳ lạ mà các bạn phát hiện ra trước khi mình công bố cái cục kết nhé. Ok, như các bạn đang thấy, những người mặc áo xanh là người chơi cũng như là nạn nhân, còn những người mặc áo đỏ chính là lính canh trong Squid Game. Họ đang kéo xác nạn nhân vào hộp quà thượng đế ban tặng, hay nổ thẳng ra chính là chiếc quan tài định mệnh. Có lẽ người xem tập trung hết vào đó rồi, chẳng để ý tới một lính canh không có bóng đổ này đâu nhỉ. Tính tăng thêm phần kinh dị cho game hay gì hả anh Giai? Tất nhiên là chút xíu đó không lừa được gà đâu, vì mình tin ở đây toàn các thánh soi đúng không nhở? Tiếp tục đến với bất ngờ ở phòng sinh hoạt chung của 456 người chơi, có gì ẩn giấu mà có thể khiến các chuyên gia phim ảnh cũng phải há hốc mồm miệng. Nếu là người chơi tinh tường, bạn chỉ có 7 giây để nhìn ra thôi nhé. Đây có lẽ là tin chấn động về Squid Game mà chắc chắn cả thế giới đều phải xem lại khả năng quan sát của mình nếu điều này là thật. Không những thế mà còn phải cười sặc sụa, ô hô hô, bởi một ông lão ngồi bắn bi thuốc lào cực chất Việt Nam ở đây. Xứng đáng là bố của chúng cuối, nhưng không phải đâu, chỉ đơn giản là tăng chút đậm đà cho thử thách thôi, gì mà căng. Tiếp theo là một nhân vật đình đám, gây ám ảnh tới bất kỳ người xem phim nào, trong đó cũng có bạn đấy. Xin trình làng giới thiệu với 500 anh chị em cúp bế cute phô mai què nhất hệ mặt trời trong Squid Game đây. Như các bạn đang thấy, em cúp bế đang chơi trò đèn xanh đèn đỏ cùng 456 anh em khác thôi. Nhưng ở đây có điểm đặc biệt khá điên rồ mà các thánh bắt lỗi không thể bỏ qua đâu. Còn bạn... What? Ủa? Tiếng hát át cả tiếng bom này, chưa đủ ám ảnh kinh dị hay gì mà còn cả quỷ đầu loa ở đây nữa thế này. Đến cả quỷ đầu loa còn không thấy sự hấp dẫn không thể chối từ, thế thì kinh rồi. Trò này tương tự trò 123 em bé tập đi của Việt Nam đấy. Có bạn nào biết hay chơi rồi không? Comment có hoặc lạ lắm, chia sẻ với mình và 500 anh em nhé. Tiếp tục là một hình ảnh mới toanh toành của ẻm cúp bế, rất có thể khiến bạn ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa đấy nhé. Ôi giời ơi, cả làng cả nước ơi ra đây mà xem, sao nó lại creepy thế này? Càng nhìn thì cái giọng hát truyền cảm đến ám ảnh là hiện ra các bạn ạ. Không khác gì hàng xóm hát karaoke sai nhạc cả. Liệu bạn có một thần kinh thép đủ vững để tìm ra phiên bản chấn động hơn nữa hay không đây? Mà nãy giờ mình quên chưa hỏi, bạn xem phim Squid Game trò chơi con mực bao giờ chưa? Comment xem rồi hoặc chưa xem để điểm danh nhé. Nếu bạn vừa muốn giải đố vừa tò mò muốn biết những bí mật ly kỳ và rùng rợn ẩn sâu bên trong trò chơi con mực thì sau video này có thể đón xem những video nóng hổi mà Nhanh Trí vừa hé lộ nhé. Còn bây giờ, các nam thành nữ tú đang thong thả xem chiếc video này thấy điều gì tởm lợm hơn chưa ạ? Tròn nhưng cứ phải gọi là đẹp thì mới chịu. Cặp lông mi của hai ẻm cưng đấy, sinh ra là một búp bê mặt mộc nhưng lớn lên lại đua đòi make up phóng. Đã thế lại còn nhận được những lời khen như mưa đá thế này nữa cơ. Đúng là người nổi tiếng các bạn nhở. Hot hơn cả Annabelle.
Annabelle gặp con này còn phải khóc thét. Coi mà ám ảnh 3 ngày 3 đêm. Nếu bạn cũng thấy nó giống Annabelle thì thả ngay một like đồng ý nhé. Nếu ẻm cúp bế gây thương nhớ quá sâu sắc thì những cảnh phim tiếp theo sẽ khiến bạn tò mò soi xét kỹ đến kẽ răng luôn. Theo các bạn, trong một phân cảnh người chơi và lính canh lạnh lùng boy này, có gì mà đến cả năng lực siêu nhiên bá đạo không ngờ tới? Ố, cái quái gì đang diễn ra thế này? Ở đây kinh dị chứ không phải là khoa học viễn tưởng đâu nha. Không có người mọc đuôi và lính canh khúc này là mặt nạ hình tam giác cơ mà. Nãy giờ cứ há hốc mồm miệng khô cả họng rồi anh em ạ. Ấy thế mà, dự là còn một vài ca khó đỡ hơn nữa. Tiếp tục là gì đây? Câu đố chỉ dành cho ai vừa là fan cứng dựng đứng của trò chơi con mực, vừa có thị lực 10 trên 10 mới tìm ra. Ủa, ông lão già nua yếu ớt nhất phim đây mà. Người chơi và người xem tinh tế sẽ biết rõ hơn ai hết. Ông ấy có số báo danh 001 chứ không phải là 2 nha. Tao xếp thứ 2 thì chả có ai xếp thứ nhất hết. Không biết các bạn đã biết chưa, nhưng mà giang hồ đồn rằng ông này là trùm cuối khét tiếng của trò chơi sinh tử con mực đấy. Hãy lên tiếng xác nhận nếu bạn biết gì đó nhé. Và ngay sau đây là một chi tiết vô cùng bất ngờ mà bạn không muốn bỏ qua đâu. Trong phần chơi kéo co của Squid Game, những người chơi đứng trên hai cây cầu cắt giữa để định đoạt số phận của mình. Tưởng chừng là trò kéo co thông thường, nhưng ở Squid Game thì khác. Bên nào thua sẽ xác định tan xương nát thịt, rơi xuống từ độ cao 100m. Liệu còn điều gì ghê rợn hơn chờ đón họ không? Đúng nghĩa trò chơi tử thần, có luôn thần chết đang đứng sẵn dưới gầm cầu, như thầm nói rằng ta sẵn sàng đoạt mạng bất cứ kẻ thua cuộc nào. Thánh soi hay bố của thánh soi cũng phải mở mắt nếu đứng dưới một bụng tiền này chứ nhở các bạn. Các bạn biết bao nhiêu không? Xương xương 45,6 tỷ won dành cho người chiến thắng trò chơi man dợ đẫm máu Squid Game đấy. Trị giá tiền Việt khoảng 883 tỷ Việt Nam đồng thôi. Ấy thế mà có gì đó bất thường ngớ ngẩn khiến bạn giật mình nhận ra không? Ủa, rõ ràng thấy cái gì đó sai sai mà công nhận là sai thật. Một đống tiền trên bụng con lợn thì không thể nào có cái này được. Mà này, để đến với thử thách tiếp theo thì mình hỏi khí không phải, các bạn có hay bị giật mình mỗi khi gặp cái gì đó ghê rợn không? Ôi, giật bắn cả mình, vừa mới nhắc dứt mồm xong. Đây là nhân vật trong Squid Game, có điểm gì khác giữa những phiên bản người chơi tóc xù bông này? Nào, để mình nói nốt đã, rồi mình sao kê đáp án ha. Ngoài mái tóc bông xù bồng bềnh thiếu nữ, cô ấy còn có cái nhìn hút hồn làm thổn thức bao trái tim cơ. Quá đỉnh. Còn một bức hình khác nhất chứ gì, cô ấy có môi đỏ hơn đây này. Hì hì, có xinh hơn không nhỉ? Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng mình vừa trải qua 10 hình ảnh bắt lỗi có thể nói là ngớ ngẩn và điên rồ nhất mượn từ Squid Game. Nếu các bạn thấy mình đã vượt qua hết và tỏa sáng tài năng thánh soi của mình thì nhớ chia sẻ sự thông thái đó bên dưới ô bình luận. Đồng thời like, share video và đăng ký kênh để ủn mông nhanh trí làm ra nhiều video nóng bỏng khác nhé. Bye!